rest team now retreating. The support now locked up. There should be one kill heading over to bomb. I always do really well against other American teams, and then I just go internationally and I play really bad. It's kind of become a curse that I've been wanting to break for years and years, but never could. 虽然我们经历了许多的挫折，走了很多有天赋的选手，但我们依旧是 MLS 赛区冠军，来到了 MSI 这个舞台，这就是闪电狼的传承。Mọi người đã từng rất ấn tượng với các đội Việt Nam. Chúng tôi có nhiều chiến thuật đặc biệt, nhưng chúng tôi chưa thực sự thành công. Мы разгромили три другие команды в группе Б. Теперь у нас есть возможность бросить вызов сильнейшей команде LMS. Когда-то СНГ был регионом чудес, но в этот раз нам чудо не потребуется. Фланга is good, but I think just should be a 3-0. I don't want to sound super cocky, but I think we're just that much better than them. Đã hơn 2 năm kể từ khi một đội Việt Nam gây ấn tượng với quốc tế. Giờ đây trên quê hương mình đã đánh lốc chúng tôi trở thành một người chiến thắng thật thụ.